nhảy tiếp luôn nè. Rồi đó. 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 Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay chiếc máy kéo và chiếc máy cắt. Nói chung đang bị lầy các bạn. Bây giờ mấy anh em đang kiếm cây để độn. Ngập lúc hết trơn luôn. Nói chung cắt xong hết trơn rồi đó các bạn, nó chỉ còn cái chủng này rồi mấy anh em ủi xuống để ủi nó mà nó bị lầy dẻo. Trước máy cắt thì nằm đây luôn ha, còn một số cắt tay luôn. Làm như vô này dẻo dính đây luôn. Nói chung ta cũng đang bơm nước lên quá trời luôn nè các bạn. Bơm này cho nó được cái dẻo đó. Đó, anh em dắt cái khúc dừa xuống độn luôn nè. Trời ơi. Kìa, giặt lộn luôn kìa. Bỏ tay luôn kìa. Ô kìa. Quậy đục nước luôn các bạn. Đúng ra này quậy đục nước thiệt. Đó, anh em dắt ra dừa xuống để độn cái ở trước đó đang cho chạy lên. Ồ, vậy là bỏ cây dưới cũng nhiều lắm kìa, đang rút lên. Đó, bơm nước cho cái ngập lúc luôn ha. Các bạn cùng xem ha, giờ mấy anh em đang độn cây nha. Máy lũi ở đây dính rồi và anh em cắt tay luôn. Hình như nó còn bỡ lường hay sao á, nó bỡ lường rồi nó kéo lên đó hay gì. Trời ơi, sâu kìa. Ông đó ông cao vừa vậy mà ông lội xuống cái thấy mắt tiêu luôn trời. Sâu dữ vậy. Móc cây lên nữa nè các bạn. Quá trời luôn. Thêm một gốc cây bành lô luôn nè thấy không. Rồi bây giờ đem ra ăn trước nữa nha các bạn. Nó mới có bơm nước không biết. Rồi vậy thì bây giờ anh em lót rồi. Rồi giờ súng đẩy nhau luôn nha các bạn ơi, cho lên luôn. Đó. Cũng kế tuần. Đó. Trời ơi, không nhúc nhích gì trơn trời. À đến là có nước mà nó còn giữ cái trần. Xuống không
Nhát biết nhiều cây. Rồi luôn. Rồi, tiếp tục móc nữa các bạn. Rồi để coi anh em đang tìm cách gì nữa nha các bạn. Móc nữa thôi. Hồ đút cái khúc dừa vô đó nó có ăn được đâu. Ok, lôi ra kìa. Cày nhóc luôn. Thôi cây này thì nó lên thì nó mới giải cứu cây máy cắt được các bạn. Máy cắt thì lại luôn rồi. Cắm đầu rồi lại. Tiếp tục đẩy nữa nha các bạn. Mấy anh em đang lót cây xuống rồi đó. Lót cây xuống nhóc nữa rồi. Cái này đúng là lầy lút luôn hết rồi. Rồi. Bây giờ anh em đang kiếm cây thêm nữa các bạn ơi. Kiếm dừa ra thêm gì nữa anh. Quá trời luôn. Động vô kìa. Đó. Rồi ở đằng này thì nó đầu ngay cũng có một chiếc máy cắt với máy kéo đang lên đó các bạn. Bây giờ chị chủ đi là đắng chỉ hỏi kéo nhờ cây coi lên được không nha. Nhờ chiếc máy kéo kéo lên cái. Chung nghệ nhau chắc ta tiếp mà. Nhờ kêu mấy anh chung đội với nhau nha các bạn. Mình làm chung nghề với nhau mà. Hỗ trợ nhau để kéo tiếp cái các bạn. Ở đây có cái bầy vịt quá trời khổng lồ. Nó đông các bạn. Đây nè. Ở đây thì anh em cũng còn số anh em đang gom tàu dừa xuống thêm các bạn ơi. Đây thì cũng còn anh em đang chui xuống dưới để móc sình ở dưới nha các bạn. Móc dưới lường ra nè. Ta còn hay không để máy trời. Rồi. Thử nha các bạn. Đó 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 lên đó lên đó. Lên 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 tương lai có lý các bạn ơi. Đó lên này. Có vài cái nó lên đó các bạn.
đến giờ kéo tiếp mà bên kia không chịu kéo rồi các bạn ơi, anh em tự tử lên luôn rồi, khó lên đó. Cái nữa lên này. Ô im rồi, lên này ngon rồi, quá im rồi, quá im, quá im. Lên này các bạn ơi, nó lên mà nó còn lên mà nó làm như trong đó, khỏe luôn chưa. Đúng rồi, ve trái lại trái đi rồi mình súng nhau đẩy đầu nó qua. Trời nó phập. Nó vậy đó, bây giờ anh em súng nhau lại xô cái đầu qua đi. Ừ, đúng rồi đó. Đúng bài luôn. Đúng rồi, súng nhau xô cái đầu cho nó qua. Đúng vậy, cái nó qua các bạn. Trời được chưa, kiếm lá động thêm dễ gì nó cắn lên. Ô rút lên, rút lên. Chiếu nữa các bạn. Cái này nè. Nó qua đó. À chính là có nước đó nha các bạn. Cái này không có nước cái rồi làm sao trời. Có nước thì vô bơi. Bây giờ là chờ cái máy này lên xong rồi bắt đầu mới giải cứu chiếc máy cắt nha các bạn. Máy cắt nằm đây luôn. Quá vất vả cho anh em luôn. Hơn trước đó các bạn ơi, nó bị cái trụ đá nó cản hơn trước. Chứ mình có trụ đá cũng lên mà mình đi thẳng luôn được, đi thẳng nó trúng cái trụ đá. Anh em lấy cây ra thêm nữa,
lên coi. Nó tới đó, lên tới đó mà mình trở ngại nữa. Đó. Đó qua đó. Được rồi, về vô thôi bạn ơi. Đi về sâu quá. Đó đó lên đó. Lên luôn. Ừ, mày dạ ơi. Các bạn á không nó đây nè nó. Nó bị cái trụ đá nè. Cái này nè nó qua nó hơi khó. Đó, gà tới đó mà đi còn tuôn tuôn kìa. À, có thấy kéo máy cắt không trời. À, đẩy tiếp các bạn á. Gà tới ngoài chúng giờ đẩy tiếp nữa nè. Rồi giọt. Con nỉ mẹ té tùm lum hết trơn rồi. Nó còn đâm luôn nữa kìa. Đuối rồi ngồi luôn. Rồi bắt đầu lên nữa nha các bạn. Ok à. Nó quậy đục nước luôn. Ok à. Lôi ôi kìa quỷ không quậy ơi chơi mình đĩa luôn thiệt chứ